Xem tới về ngày của 12 con giáp, ngày 5 tháng 5 năm 2024 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Đây là thời điểm thích hợp cho những người đang theo đuổi con đường công danh, tiếng tăm trong xã hội. Bản mệnh luôn được đánh giá cao ở tinh thần làm việc có trách nhiệm, là sống tình nghĩa và hay giúp đỡ người khác. Tình cảm, vận trình tình cảm có chút xáo trộn, đời sống gia đình nảy sinh lời ra tiếng vào vì sự khác biệt trong suy nghĩ ngày một lớn dần. Trước khi muốn trách móc nửa kia, người tuổi Tý cần phải xem xét lại bản thân mình trước tiên. Tài chính, vận trình tài lộc bình ổn, thu nhập sẽ giữ vững và có cơ hội nâng cao hơn thông qua một vài dự án tiềm năng trong ngày. Cẩn trọng, suy nghĩ nhiều và hay phức tạp hóa mọi chuyện trong ngày tự hình này. Tuổi Giáp Tý, điềm bảo hao tài tổn của rõ rệt. Tuổi Bính Tý, tinh thần làm việc sa sút thiếu động lực. Tuổi Mậu Tý, không nên vội vàng nghe theo lời đường mật từ người nào. Tuổi Canh Tý, nên tập trung kiếm tiền từ công việc. Tuổi Nhâm Tý, tôn động nhiều công việc dự án. Con số may mắn số 76, số 14, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tý. 2. Tử vi hàng ngày của tuổi Sửu, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra có chút trở ngại. Một vài thách thức đặt ra trước mắt dễ khiến người tuổi này vội nản lòng, từ bỏ mọi nỗ lực lâu nay. Lời khuyên dành cho con giáp này, hãy cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình, thành công đang đón chờ phía trước. Tình cảm, vận trình tình cảm vui vẻ. Tuổi Sửu đang cảm thấy bản thân may mắn vì bên cạnh lúc nào cũng có người để sẻ chia mọi buồn vui của cuộc sống. Đi qua nhiều khó khăn và sóng gió thì các cặp đôi lại càng thêm thấu hiểu, trân quý nhau hơn. Tài chính, vận trình tài lộc có nhiều biến động, thu nhập không ổn định, lại thêm nhiều khoản phát sinh ngoài dự định nên khó kiểm soát túi tiền hơn. Cẩn trọng, không nên lúc nào cũng chỉ biết nghĩ tới cảm xúc của riêng mình. Tuổi Ất Sửu, cố gắng tận dụng cơ hội kiếm tiền trước mắt. Tuổi Đinh Sửu, công việc có người nâng đỡ chỉ bảo. Tuổi Kỷ Sửu, tạo dựng được vị trí vững vàng. Tuổi Tân Sửu, được cấp trên tin tưởng và ưu ái. Tuổi Quý Sửu, nảy sinh xích mích, xung đột tình cảm. Con số may mắn số 11, số 37, màu sắc may mắn màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ. 3. Tử vi hàng ngày của tuổi Dần, công việc. Vận trình công việc của những chú hổ trong ngày hôm nay diễn ra trôi chảy. Tuổi Dần sẽ liên tiếp đưa ra những sáng kiến tuyệt vời giúp cải thiện hiệu quả công việc hiện tại. Bản mệnh được đánh giá cao khi làm việc rất năng suất, lại tạo ra những thay đổi lớn trong các dự án đang theo đuổi. Tình cảm, vận trình tình cảm hài hòa, đôi lứa yêu nhau bằng tình cảm chân thành và nỗ lực vun vén tình yêu bằng những hành động quan tâm thiết thực. Con người độc thân vẫn theo đuổi cuộc sống hiện tại, lấy công việc làm niềm vui mỗi ngày. Tài chính, vận trình tài lộc lên xuống thất thường, đã đến lúc con giáp này cần học cách sử dụng đồng tiền hợp lý, hạn chế mua sắm những món đồ không cần thiết. Cẩn trọng, hạn chế ăn khuya, dậy muộn và bỏ bữa sáng. Tuổi Giáp Dần, sức khỏe xuống dốc do ôm đồm nhiều công việc cùng lúc. Tuổi Bính Dần, phát tài phát lộc nhờ kinh doanh tốt. Tuổi Mậu Dần, phát huy được những năng lực tiềm ẩn. Tuổi Canh Dần, con đường công danh có dấu hiệu đáng mừng. Tuổi Nhâm Dần, dễ gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Con số may mắn số 4, số 21, màu sắc may mắn màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi Mão, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra hung cát đan xen. Tử vi ngày hôm nay cho biết đây là khoảng thời gian thích hợp để người tuổi Mão thỏa sức theo đuổi đam mê của mình. Nhưng do ảnh hưởng của nhiều yếu tố mà những chú mèo có thể gặp họa từ tính cách ngang ngạnh, cố chấp. Tình cảm, vận trình tình cảm gặp nhiều may mắn, những chú mèo tạo được thiện cảm
với rất nhiều người xung quanh khi sở hữu một trái tim thiện lương ấm áp, nên không có bất ngờ nếu như được lời mời tỏ tình yêu thương trong ngày hôm nay. Tài chính, vận trình tài lộc tăng tiến, con giáp này có thể nhận được lộc ăn uống hay khoản tiền bất ngờ từ người đi xa trở về. Cẩn trọng, đề phòng, hình họa, va chạm với người khác. Tuổi Ất Mão, suy nghĩ kỹ lưỡng không bao giờ là thừa. Tuổi Đinh Mão, cố gắng đặt lại mục tiêu rõ ràng và khoa học. Tuổi Kỷ Mão, gặp nhiều may mắn trong công việc. Tuổi Tân Mão, năng lực cá nhân được phát huy tối đa. Tuổi Quý Mão, tìm ra cách giải quyết khó khăn. Con số may mắn số 51, số 42, màu sắc may mắn màu tím, màu trắng, quý nhân phù trợ. Tuổi Mùi. 5. Tử vi hàng ngày của tuổi Thìn, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra hành thông. Mỗi khi gặp khó khăn hay rắc rối, những chú rồng chưa cần mở lời xin sự giúp đỡ đã nhận được sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Điều này là nhờ vào thường ngày bản mệnh là người tốt bụng, lại hay giúp đỡ người khác nên được lòng nhiều người. Tình cảm, vận trình tình cảm khởi sắc, tình yêu lứa đôi càng trở nên viên mãn và nồng nhiệt hơn trong ngày. Tuổi Thìn độc thân, chỉ cần mở lòng thêm chút nữa, trân trọng hiện tại thì không sợ không tìm được mảnh ghép còn lại. Tài chính, vận trình tài lộc may mắn, tử vi ngày hôm nay dự báo bản mệnh sẽ có lộc ăn uống, được cho tiền hay thưởng nóng. Cẩn trọng, thật thà quá mức nên dễ bị người khác lợi dụng. Tuổi Giáp Thìn, giữ ý tứ và nói năng cẩn thận. Tuổi Bính Thìn, giải quyết vấn đề, xoay chuyển tình thế. Tuổi Mậu Thìn, tình cảm gặp nhiều sóng gió và biến động. Tuổi Canh Thìn, chuyện tình cảm gặp trục trặc muộn phiền. Tuổi Nhâm Thìn, đôi lửa hiểu lầm do suy nghĩ trái ngược. Con số may mắn số 1, số 7, màu sắc may mắn màu xanh lá, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Hợi. 6. Tử vi hàng ngày của tuổi Tỵ, công việc. Vận trình công việc của những chú rắn trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng. Điềm báo có kẻ tiểu nhân vì ghen ghét với thành công mà con giáp này đạt được nên sẽ ra sức tìm cách lợi dụng. Do đó càng đòi hỏi ở con giáp này năng lực nhìn người, từ chối những yêu cầu vô lý. Tình cảm, vận trình tình cảm còn gặp nhiều rắc rối. Sự xuất hiện của kẻ thứ ba mang nhiều hiểm họa cho tình yêu lứa đôi. Đối với các mối quan hệ xung quanh, tốt hơn hết thì bản mệnh vẫn giữ khoảng cách và sự cảnh giác cao độ. Tài chính, vận trình tài lộc dễ có biến động. Do ảnh hưởng của ngũ hành tương khắc nên đặc biệt lưu ý con giáp này cần phải thận trọng trong các quyết định tài chính. Cẩn trọng, tiêu xài lãng phí nên lúc nào cũng ở trong tình trạng túng thiếu. Tuổi Ất Tỵ, nỗ lực liên tục mới đạt được hiệu quả như mong đợi. Tuổi Đinh Tỵ, xảy ra bất hòa giữa các thành viên trong nhà. Tuổi Kỷ Tỵ, có họa tiểu nhân treo lơ lửng trên đầu. Tuổi Tân Tỵ, cần phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Tuổi Quý Tỵ, tình hình tài chính có dấu hiệu báo động. Con số may mắn số 22, số 11, màu sắc may mắn màu hồng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi Ngọ, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi. Khi có quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc thì những chú ngựa sẽ càng dễ rơi vào những cảm xúc hỗn độn. Đối với mâu thuẫn giữa cá nhân với cá nhân, tốt hơn hết bản mệnh không bị lôi kéo là tốt hơn. Tình cảm, vận trình tình cảm ảm đạm, tâm tính dễ trở nên nóng nảy bợp chợp do tác động của nhiều yếu tố. Nếu con giáp này không thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình thì rất dễ nói ra những lời nặng nề làm tổn thương nửa kia. Tài chính, vận trình tài lộc kém sắc, đây là khoảng thời gian mà những chú ngựa nên học cách tiết kiệm vùng vén chi tiêu. Cẩn trọng, dễ bị lừa gạt, ngay cả những người thân tín cũng không đáng tin cậy. Tuổi Giáp Ngọ, tiến độ công việc đang bị trì hoãn trông thấy. Tuổi Bính Ngọ, cần hạ thấp cái tôi và tiêu chuẩn của mình. Tuổi Mậu Ngọ, vượt qua khó khăn bằng tài năng của bản thân. Tuổi Canh Ngọ, được cấp trên tin tưởng giao phó trọng trách. Tuổi Nhâm Ngọ, tình cảm đón nhận nhiều tín hiệu đáng mừng. Con số may mắn số 2,
Sổ 31, màu sắc may mắn, màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi Mùi, công việc. Vận trình công việc của những chú dê trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng, điềm báo có nhiều rủi ro, tai họa trong công việc của người tuổi này. Để không ảnh hưởng tới vận may sẵn có, những chú dê tốt hơn hết không nên đưa ra những quyết định quan trọng hay thay đổi lớn. Tình cảm, vận trình tình cảm kém sắc, đào hoa xấu tác động nên tình cảm vợ chồng dần đánh mất những ngọt ngào lãng mạn trước đây. Tình yêu sẽ được duy trì tốt nếu như có sự san sẻ, đồng điệu trong cảm xúc. Tài chính, vận trình tài lộc sa sút, người tuổi Mùi cần phải lên kế hoạch chi tiêu hợp lý nếu không muốn rơi vào tình cảnh túng thiếu. Cẩn trọng, trong công việc lẫn tình cảm đừng bao giờ thiên vị. Tuổi Ất Mùi, lười giải thích khi bị đồng nghiệp hiểu lầm. Tuổi Đinh Mùi, nên dùng hành động thực tế để chứng minh năng lực. Tuổi Kỷ Mùi, phát huy được năng lực cá nhân. Tuổi Tân Mùi, tạo bước đột phá trong lĩnh vực mới. Tuổi Quý Mùi, tình cảm vợ chồng ngày càng phai nhạt. Con số may mắn số 3, số 6, màu sắc may mắn màu đỏ, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ. 9. Tử vi hàng ngày của tuổi Thân. Công việc, vận trình công việc của người tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra bình ổn. Nỗ lực kết nối mục tiêu và kế hoạch lại với nhau dần đem lại hiệu quả vượt ngoài sự mong đợi. Tuy nhiên, con giáp này nên có sự ưu tiên cho những công việc mang tính chất quan trọng hơn. Tình cảm, vận trình tình cảm hạnh phúc ấm êm. Dù bận rộn đến mấy thì con giáp này với nửa kia vẫn luôn sắp xếp thời gian để ở bên cạnh nhau trong ngày này. Tình cảm dần được nâng cấp trở nên thấm thiết, khăng khít, trông thấy. Tài chính, vận trình tài lộc may mắn ngập tràn, các khoản thu đầu tay trong ngày sẽ tiếp thêm động lực kiếm tiền cho người tuổi Thân. Cẩn trọng, cảm giác mệt mỏi, kiệt sức bao trùm vì mải mê làm việc mà quên cả nghỉ ngơi. Tuổi Giáp Thân, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo, sáng suốt. Tuổi Bính Thân, không ngại sự chê trách, góp ý từ người khác. Tuổi Mậu Thân, có thể gặp nhiều trở ngại trong công việc. Tuổi Canh Thân, trở nên quá ảo tưởng về năng lực của mình. Tuổi Nhâm Thân, dễ gặp các rắc rối liên quan đến tiền bạc. Con số may mắn số 3, số 25, màu sắc may mắn màu cam, màu bạc, quý nhân phù trợ tuổi Hợi. 10. Tử vi hàng ngày của tuổi Dậu, công việc. Vận trình công việc của những chú gà trong ngày hôm nay diễn ra khó khăn. Dù gặp nhiều may mắn thì con giáp này cũng khó tránh khỏi tai họa bất ngờ liên quan tới ngày tương phá hôm nay. Song, mọi rắc rối sẽ nhanh chóng được giải quyết triệt để nhờ vào thái độ làm việc miệt mài chăm chỉ ở người tuổi Dậu. Tình cảm, vận trình tình cảm ấm êm. Trải qua những tháng ngày nặng nề vì xung đột thì các cặp đôi đã dần tìm lại được tiếng nói chung. Cả tuổi Dậu và nửa kia lúc này đã dành cho nhau tình yêu to lớn không có gì có thể so sánh được. Tài chính, vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ, nguồn thu nhập tăng tiến không ngừng là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực bấy lâu. Cẩn trọng, sức khỏe không được đảm bảo do cách thức chăm sóc thiếu khoa học. Tuổi Ất Dậu, mất tiền oan do có tiểu nhân phá hoại. Tuổi Đinh Dậu, tập trung tài trí và năng lực để phát triển bản thân. Tuổi Kỷ Dậu, cần phải cẩn trọng trong quyết định liên quan tới tiền bạc. Tuổi Tân Dậu, trở nên đầu tư vào lĩnh vực không phù hợp. Tuổi Quý Dậu, dễ bị hao tài tổn của vì sự chủ quan. Con số may mắn số 9, số 57, màu sắc may mắn màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Thân. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi Tuất, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Bản mệnh được đánh giá cao ở khả năng xử lý công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tính cách thẳng thắn, chân thật và luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết đem lại cho con giáp này khá nhiều thiện cảm từ những người xung quanh. Tình cảm, vận trình tình cảm dễ bị xáo trộn, tuổi Tuất nhạy cảm và dễ hờn ghen vô cớ, trách móc không có căn cứ khiến nửa kia chán nản vô cùng. Con người độc thân có vận đào hoa sáng hơn. Bản mệnh có cách để thu hút sự chú ý. Tài chính, vận trình tài lộc ổn định, khi không cần phải lo lắng về việc chi tiêu thì con giáp này cũng có thể sống thoải mái vô tư hơn. Cẩn trọng, không chăm sóc sức khỏe ngay từ bây giờ thì còn đợi tới lúc nào nữa. Tuổi Giáp Tuất, trở thành đối tượng lợi dụng của kẻ tiểu nhân. Tuổi Bính Tuất, rủi ro và rình rập đeo bám.
Tuổi Mậu Tuất có thái độ lạc quan tích cực. Tuổi Canh Tuất công việc diễn ra khá thuận lợi. Tuổi Nhâm Tuất con đường tình duyên vô cùng hài hòa. Con số may mắn số 17, số 8, màu sắc may mắn màu cà phê, màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi Mão. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi Hợi công việc. Vận trình công việc của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra không quá suôn sẻ do sự chủ quan và hiểu thẳng mà người tuổi Hợi tự chuốc họa vào thân, gây ra nhiều hậu quả nặng nề. Thay vì cứ trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác thì những chú Hợi cũng nên chủ động tìm hướng khắc phục cho các rắc rối hiện tại. Tình cảm, vận trình tình cảm sớm được hâm nóng. Công việc có nhiều nỗi lo, tình cảm, nồng đượm yêu thương chính là chỗ dựa tinh thần lớn lao cho bản mệnh lúc này. Đừng quên dành thời gian để bên cạnh người thân yêu, đừng để họ có cảm giác cô đơn trống vắng. Tài chính, vận trình tài lộc thăng trầm, nên sớm có kế hoạch chi tiêu khoa học để hạn chế tối đa những thất thoát ngoài ý muốn. Cẩn trọng, chuyện gì không nên nói thì phải cố gắng giữ im lặng. Tuổi Ất Hợi khó lòng thăng tiến nếu không có sự quyết tâm kiên trì. Tuổi Đinh Hợi dục tốc bất đạt nên cần phải thận trọng kỹ càng. Tuổi Kỷ Hợi biết đứng lên sau những khi vấp ngã. Tuổi Tân Hợi chuyện tình cảm vô cùng thuận lợi. Tuổi Quý Hợi vận trình tài lộc tăng tiến khá nhanh. Con số may mắn số 10, số 4, màu sắc may mắn màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Mão.